Xin chào các bạn, xin giới thiệu các bạn, đây là ba kích, loại là ba kích trồng của Quảng Ninh. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là cách ngâm rượu của ba kích này. Đó, thì đầu tiên các bạn cho vào đây gọi là rửa, ngâm rửa đã. Cách rửa thì đơn giản là các bạn là dùng một cái rẻ các bạn lau từng củ một đi nha. Đây, các bạn là ngâm còn nước này, các bạn là rửa từng củ một nhé. Các bạn cứ rửa đi rửa lại này khoảng độ 2-3 lần nó sạch thôi. Nha, cái rửa đây là rất đơn giản thôi. Các bạn cứ thế rửa thôi nhé. Đây củ ba kích đã rửa sạch rồi. Các bạn rửa khoảng 4 lần thì sạch. Rửa sạch các bạn vớt ra để lọc nước. Vớt ra rồi. Tôi chỉ làm một ít này thôi để làm cái video giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn cho ra ngoài nắng này nha. Các bạn cho ra ngoài nắng để hơi khô một lúc nó róc nước nha, rồi ta sẽ mang vào chế biến. Đây xin giới thiệu các bạn là củ ba kích đã để róc nước ở đây. Giờ ta tiến hành tách cái lõi. Ba kích nhưng nó có cái đặc điểm có cái lõi này. Đấy, lõi này sẽ không tốt nếu các bạn để các bạn ngâm. Thì tách lõi thì rất đơn giản thôi, các bạn cứ chẻ đôi cái này ra, chẻ đôi ra nhá, chẻ đôi ra. Đấy. Thế thôi, để các bạn bóc này ra thôi. Đây, này, ba kích đây. Các bạn nhìn thấy nó hơi tím một chút, để tôi lấy đợi nét. Đây nhìn thấy cận cảnh nó hơi tím tím này. Đấy, ngâm rượu nó sẽ rất là tím và đen. Công đoạn này thì kỳ công thôi, các bạn ngồi tách ruột ra thôi nha. Ngồi tách ruột ra thôi. Không chả cách nào cả. Nhanh hơn cả cái này thôi. Các bạn cứ thế ngồi tách ra, tôi làm mẫu một ít thôi. Rồi, hơi kỳ công nhưng các bạn ngồi tách nhá. Chào các bạn, ta tiếp tục trở lại với cái video tôi đang làm giỏi cho các bạn, đó là cái ba kích. Vừa rồi thì tôi nói về cách chế biến tách như ra. Nên bây giờ là ba kích kỳ công, tôi ngồi rồi tách ra đây. Tôi cũng không phải chuyên nghiệp lắm nhưng mà tôi cũng tách ra được rồi. Đấy, tách hết cái ruột ra, không còn tí ruột nào luôn. Cái nào còn sót thì các bạn sẽ tách hết đây nhá. Tách hết cái ruột rồi, bỏ hết cái ruột này ra. Đấy. Làm sao là chỉ lấy cái cùi này không thôi nha, đây cùi ba kích không rồi này nha, lấy cùi không rồi thôi. Đấy, bây giờ tôi cũng để khô, nó cũng ráo nước hết rồi. Đấy, khô rồi. Mình ngâm rượu nhá, thì cái bình Hình rượu thì tùy các bạn chọn nhá. Tôi thì tôi hay dùng loại song long này. Đấy, có thể mang đi được, không vỡ, gửi xe có yên tâm. Đấy, các bạn trắng qua rượu đấy nhá, trắng qua rượu thì phải xong cho vào. Đây, cho ba kích vào nha. Đây, ba kích nhà tôi đã cho vào trong bình xong rồi đây. Đấy, đây là tôi làm 1 cân ba kích cả lõi này còn được bằng này. Yeah. Cân ba kích cả lõi được bằng này. Đấy, đổ rượu thì các bạn chỉ cần đổ ngập bên trên này thêm được. Thế còn rượu thì các bạn nên dùng loại rượu nặng từ 42 độ trở lên. Ừ. Nhiều người thì cẩn thận hơn thì người ta sẽ dùng rượu người ta tráng khoảng lượt. Đấy, nhưng mà đây ba kích tôi sạch tôi chảo, tôi không tráng. Đấy, các bạn có thể tráng qua một lượt đổ đi cũng được nha. Tôi dùng luôn. Đây rượu này. Đấy. Đây là đủ lượng để ngâm ba kích rồi. Các bạn có thể đổ nhiều hơn một chút nữa cũng được, đổ vui lên đây. Này, cái này đâu, nên là ta lại bịt giấy bóng à. Nha, các bạn nhớ bịt giấy bóng vào trước khi đậy nắp nhé. Rồi, đã xong. Đấy, ngâm rất là đơn giản. Rồi, cái này sau thời gian nữa khoảng tầm khoảng ít nhất 1 tháng trở ra ta mới có thể dùng được nha. Tôi xin giới thiệu với các bạn đây là cái cách ngâm rượu ba kích. Các bạn có mua ba kích thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 hoặc website là haidai.com. Ba kích chúng tôi cung cấp cho các bạn là gồm có ba kích trồng ở trên rừng của Quảng Ninh, ba kích rừng xịn, loại này hơi hiếm, và ba kích ở rừng ở các tỉnh khác. Để các bạn có thể đặt hàng qua chúng tôi. Ngoài ra ba kích thì chúng tôi còn có các sản phẩm như là amacong, chuối hột, rồi các loại tầm gửi nghiến, tầm gửi cây gạo, rồi các loại sâm. Đặc biệt hơn nữa chúng tôi còn có cả các cái loại như nấm linh chi, nấm lim, rồi tổ yến. Đấy, tổ yến xào Khánh Hòa. Rồi, xin chào các bạn nhé.